Những trận đánh theo phương án luồn sâu xuyên qua đội hình địch, bao vây từ phía sau, kết hợp với đơn vị đánh vỗ mặt kẻ thù vẫn tiếp diễn trong thời gian này. Trận kế tiếp xuất phát từ đầu đêm, đúng 7 giờ tối, trung đoàn xuất phát. Trinh sát của trung đoàn đi trước, trực tiếp chủ nhiệm trinh sát trung đoàn là Tô Ngọc Loan cùng đi với lực lượng này. Tiếp đến vẫn là tiểu đoàn 3 do đại đội 9 dẫn đầu, rồi kế đến là tiểu đoàn 1, tiếp đến các đơn vị trực thuộc các cơ quan tham mưu chính trị hậu cần ban chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn 2 đi cuối làm nhiệm vụ khóa đuôi chưa bao giờ đội hình luồn sâu phát triển vào đất địch lại đông đủ như lần này những lần trước thì chỉ toàn lính chiến còn các đơn vị phục vụ như quân y hay các cơ quan của trung đoàn ở phía sau khi thế trận đã ổn định thì các lực lượng sau mới phát triển sang còn lần này thì khác anh em luồn sâu đánh địch với khí thế mới vì qua học tập ai cũng nghĩ lần luồn sâu này đánh địch là gặp ngay các lực lượng nổi dậy của bạn nên trong mỗi người lính có thêm cảm giác tưng bừng hơn sôi nổi và lạc quan hơn đường hành quân lại điệp khúc lúc đi lúc dừng bộ binh dò dẫm theo anh em trình sát lúc qua các phum lưa thưa vài ba nóc nhà sàn hoang vắng lúc đi thì theo bờ ruộng nhưng chủ yếu là lội nước lõm bõm là chính được cái là nước ở đây không sâu Không bẩn Không có mùi khó chịu Không như lội sình lầy Mấy lần luồn sâu vào ngày 6 tháng 12 Năm 1977 Ở Phước Chỉ Tốc độ di chuyển của cả đội hình lớn Không thể nhanh Mà phải đi vòng vèo Tránh né các chốt của Pol Pot Bẻ góc phương vị Để hướng tới các mục tiêu Thỉnh thoảng ở các dìa phum Gặp các chốt lẻ của địch Chúng thấy động bắn vài loạt vu vơ Đạn đỏ bay vút lên trời sẽ tan sự tĩnh lặng của đêm đen. Có nhiều viên xoẹt ngang tầm người, rồi không gian lại im lặng một cách đáng sợ. Nhưng những loạt đạn đó cũng làm cho đội hình hành quân không ổn định. Mọi người giặt sang phải, giặt sang trái, hay ẩn nấp vào các bờ bụi hoặc theo phản xạ nằm nhanh xuống. Nhưng chạm nước thì lại bật lên lom khom chịu trận. Quãng đường tiền nhập cũng được khá dài. Mọi người cũng đã thấm mệt. Cái háo hức đi bắt gặp lực lượng nổi dậy không còn nữa, vì mọi người cũng đã vỡ ra là sự vô lý, là không thể có lực lượng nổi dậy nào ở ngay giữa địa bàn của Pol Pot thế này được. Hiện tại cũng vẫn chỉ là luồn sâu đánh địch mở rộng địa bàn tác chiến thôi. Khoảng 2 giờ sáng, bất ngờ. Các loại súng của Pol Pot nổ dồn rập, ung oàng tiếng nổ của B40, B41, nhóm trinh sát đi đầu bị lộ, bọn địch canh gác đã bắn trúng đội hình đi đầu, một đồng chí đã hy sinh, hai đồng chí bị thương, đồng chí Doan, chủ nhiệm trinh sát trung đoàn cũng bị thương nặng. Đồng chí Doan hiện đang sống tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Anh em nhanh chóng khiêng ra, đúng hơn là vác hai đồng chí bị thương lùi lại phía sau. Ta vẫn không được lệnh nổ súng, đội hình hành quân xáo trộn hỗn loạn, các loại súng của Pol Pot vẫn nhả đạn bắt đầu nhiều tiếng ủng hoàng của B-40, B-41 bắn vào đội hình của hành quân tiên nhập của trung đoàn. Có những tiếng bước chân chạy trong đêm. Có lẽ là lính Pol Pot đã phát hiện ra cuộc hành quân của lực lượng lớn nên tháo chạy. Những đơn vị chốt của Pol Pot mình đã đi qua, bây giờ cũng bắt đầu chạy ngược trở lại. Gặp quân ta, chúng bắn loạn xạ để mở đường thoát thân là chính. Quân ta nằm im hoặc ẩn nấp chịu trận Khoảng 30 phút sau, không gian trở lại yên tĩnh. Khi hành quân, đại đội 1 của tôi bố trí chỉ huy như sau. Đồng chí Trọng cùng đi đầu với trung đội 1, hai đồng chí cấp trưởng cùng đi với trung đội 2, tiếp đến là tôi cùng đồng chí Mai liên lạc đi với tiểu đội cối 60 ly. Lúc bọn địch bắn vào đội hình như vậy thì đội hình hành quân của đơn vị không giữ được như lúc đầu nữa, mà các đơn vị đã chồng chéo lẫn lộn vào nhau. Tôi cùng đồng chí Liên lạc và mấy anh em nữa nấp ở một bờ đất để tránh đạn tiếng súng của pol pot đã im lúc này trời đêm vẫn tối mờ nghiêng mặt nhìn lên xa xa mờ mờ cách vài chục mét có một bóng người tiến lại phía tôi tôi thì thào bảo với đồng chí liên lạc là có người đang tới bóng người càng tiến lại gần cứ bước vài bước thì lại ngồi sụp xuống quan sát đúng là không biết chúng tôi đang nằm ở đây đồng chí liên lạc nói lính pol pot rồi chính trị viên ơi để em bắn tôi nói cứ bình tĩnh không được bắn Tôi thì thào Nếu là lính Pol Pot thì thằng này đi lạc Có một mình ta sẽ bắt sống Nói vậy nhưng tay tôi vẫn mở khóa súng Và gióng vào bóng người di chuyển đến Vẫn chưa xác định được Pot hay là ta Tôi nói đồng chí liên lạc tháo sẻng ra Đợi nó đến gần Nếu là Pol Pot Sẵn sàng lao ra lấy sàng đập Bắt sống chứ dứt khoát không được bắn Bóng đen tiến lại gần hơn Vẫn động tác nhẹ nhàng mấy bước Rồi lại dừng rồi thấp người xuống quan sát rồi lại bước tiếp bước chân lội nước thật nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động nào quan sát kỹ thấy bóng đen không đội mũ không có súng khom người như đeo vật gì ở sau lưng quái lạ bộ đội mình thì phải có mũ mũ sắt hoặc phải có súng chứ sao lại đi tay không mà lại ở hướng địch thế này tôi thì thào anh em cứ bình tĩnh bình tĩnh nói vậy nhưng tôi cũng đã thấy hồi hộp nếu bắn thì đơn giản quá còn bắt sống thì là quả một vấn đề Cũng không phải dễ Đã có bài học dịp trước rồi Nhưng tên này đi lẻ Có vẻ tóm được Tôi thì thào Đợi thật gần Tôi sẽ lao lên ôm chặt Và đẩy ngã Anh em lấy sẻng đập hỗ trợ Tôi thoáng qua phương án Thấy cũng hợp lý Và đưa súng cho đồng chí Mai Đang nằm bên cạnh Và chuẩn bị tư thế lao lên Bóng đèn vẫn đang tiến lại gần phía tôi Vẫn không biết là chúng tôi đang nấp ở đây còn khoảng 10 mét rồi 5 mét Thật hồi hộp, rất căng thẳng Tôi như đếm từng bước chân của bóng đen đó Quan sát kỹ, tôi nói bộ đội mình rồi Tôi cầm lại súng, quát gần giọng Vừa để cho đối phương nghe Ai? Bóng người như khụy xuống, tiếng lắp bắp run rẩy Tôi, tôi đây Tôi là ai? Tôi gần giọng hỏi tiếp Nhật đây, bác sĩ Nhật đây Tôi bật lên, bước tới kêu lên Trời, bác sĩ Nhật Đúng bác sĩ Nhật với cái đầu hói bóng Không có mũ, không có súng ống gì cả Đeo một cái bao lô lẹp kép ở sau lưng Tôi hỏi Sao bác sĩ đi có một mình Mà mũ của bác sĩ đâu Bác sĩ Nhật nói giọng vẫn còn run Nó bắn ác quá, đội hình hỗn loạn Mạnh ai đấy tìm chỗ ẩn Tôi núp ở bờ bụi đằng kia Mãi không thấy ai nên dò dẫm đi tìm anh em Bác sĩ Nhật đã bình tĩnh hơn Tôi nói Đây là đội hình đại đội 1 rồi Thôi bác sĩ cứ đi với chúng em tôi tháo lấy cái mũ tôi đang đội đưa cho bác sĩ và nói bác sĩ đội tạm không có mũ nguy hiểm lắm bác sĩ nhật nói vậy cậu lấy gì để đội tôi nói thân em không quan trọng lắm đâu sau lúc đó tôi lại pha được câu đùa nữa là tóc em dày lắm đạn không xuyên qua được ý tôi muốn ám chỉ người bác sĩ hói đầu bóng lộn không có ngọn tóc nào rồi tôi đội mũ lên đầu bác sĩ nhật tất cả lại tiếp tục luồn sâu trong đội hình của tôi Bây giờ có thêm cả một bác sĩ đại đội trưởng quân y nữa Thật oai Sau năm 1981 Bác sĩ Nhật được điều lên làm chủ nhiệm quân y sư đoàn Quê bác sĩ Nhật ở Hải Hưng Có điều từ khi ra quân đến giờ Có nhiều lần họp mặt cựu chiến binh sư đoàn 341 Đang sinh sống ở các tỉnh Tôi tham dự nhiều Cũng chưa gặp lại bác sĩ Nhật Hỏi thăm mãi mới biết là bác sĩ đã nghỉ hưu về sống ở quê Xã Phạm Lỗi, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương Đội hình hành quân tiếp tục luồn sâu Các đồng chí cán bộ của từng đại đội Tìm chiến sĩ tàn mát Bắt đầu điều chỉnh Sốc lại đội hình của đơn vị mình Rồi mọi người lại rồng rắn Mỏ mẫm trong đêm Gần 4 giờ sáng Nghe tiếng động cơ của xe tăng Hay là thiết giáp Tiểu đoàn 3 được lệnh tăng tốc hành quân Vòng tránh hướng có tiếng động cơ của xe tăng Với ý định vòng Bọc đón đầu đoàn xe này Các đơn vị không còn ý thức bí mật nữa Mà vận động nhanh Tiếng động cơ của xe tăng sẽ tiết giáp ngày càng rõ Chúng di chuyển về phía bắc ngã ba sang kè Tuyệt đoàn 3 đã vô hồi kịp Nhưng cũng đã bị lộ Gần chục xe bọc thép M113 Tiến về hướng đại đội 9 Chúng đã phát hiện có một đội ta phục kích ở đó Chúng bắn mấy loạt đạn 12 ly 8 Rồi bất ngờ quặt sang trái tăng tốc chạy Súng đại liên và 12 ly 8 trên các xe Xối đạn về phía anh em đại đội 9 một vài anh em đã phụt B40, B41 nhưng không trúng mục tiêu. Một số anh em bị trúng đạn. Tại đội 9 vận động nhanh theo xe. Trận chiến giữa đồng nước trong đêm mở sáng sớm hơn dự kiến. Đội hình xe bọc thép cũng đã rối loạn. Mạnh thằng nào thằng ấy chạy. Chúng quay ngược súng bắn về phía ta. Nhưng chỉ là bắn uy hiếp để rút chạy. Đạn đỏ tuôn xối xả về đội hình hành quân. Trung đội phó Nguyễn Thanh Bình phát hiện một chiếc xe bọc thép chỉ thấy dừng bắn Chứ không di chuyển À thằng này liều, gan lì không chạy Ở lại để cản đường đây Thoáng nghĩ như vậy Nhưng Bình thấy tiếng máy của xe gầm rất lớn Súng 12 ly 8 ở trên xe Vẫn thùng thùng về phía ta Nhưng chính hậu súng đang đỏ rực Phun lửa kia lại là báo hiệu Sự cố của xe Trục đội phó Bình dẫn một tiểu đội Vòng trách sang phải Tránh luồng đạn xối xả của khẩu 12 ly 8 Ung oang Tiếng nổ long trời Oa sáng của khẩu DKZ trên xe Bắn về đội hình đại đội Hướng bên phải trung đội phó bình Cùng mấy anh em vẫn tiền nhập gần xe Thằng này như vậy là đã bị xa lầy xuống mương nước Không tiến lên được Phải bắt sống Bình ra hiệu anh em không được bắn B40 Anh nhằm thằng 12 ly 8 Lìa mấy loại AK Bóng thằng lính Pol vật ra Cầu 12 ly 8 im bặt Thằng bắn DKZ cũng đã nhảy vào trong xe hai ba cái đầu thò lên xe bắn ak tới tấp điên cuồng về phía anh em bọn này cùng đường rồi cả trung đội tấn công bắn áp đảo về phía mục tiêu bọn pol pot thụt hết đầu xuống ở trong xe tung lựu đạn ra lựu đạn nổ rầm rầm ở quanh xe mảnh bay vèo vèo cái bọn ngoan cố này ông phải bắt sống mày bằng được khi tiến gần đến nơi trung đội phó nguyễn thanh bình rút lựu đạn tung về phía xe lựu đạn vượt nổ ở bên kia xe Bình tung quả thứ hai trúng xe Điều đạn rơi được vào trong xe Lửa trong xe chớp lòa khói trùm lên Tiếng súng cũng im bặt Tiếng động cơ của xe cũng tắt ngấm Anh em nhào cả tới Xác một thằng lính Pol Pot to vật vã Nằm gục xuống khẩu 12 ly 8 Khói của thuốc súng vẫn còn trong xe Như những ám khí của thần chết Anh em bật lửa soi ở trong xe Một cảnh tượng hãi hùng Gần chục xác Pol Pot vắt vẻo chết trong mọi tư thế Máu bắn đỏ lòm ở trong xe Tin tiểu đoàn 3 tiêu diệt và bắt sống được một xe bọc thép nhanh chóng được chuyển đi. Khí thế cuộc chiến sôi động hơn, các đơn vị nhanh chóng phát triển theo kế hoạch. Nhưng như vậy là ZG đã sớm hơn dự kiến. Kế hoạch bí mật luồn sâu đợi ZG nổ súng đã không thực hiện được. Các đơn vị chuyển phương án, chủ động tấn công, đánh vỗ mặt, chiếm các vị trí được phân công. Tiếng súng tấn công vang dội như đánh thức bình minh. Không gian trời đất vỡ òa, tiếng hô sung trận và tiếng nổ của các loại đạn súng. Lúc này đã là 4 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 1978, phía đằng đông hướng Việt Nam trời đã hửng sáng. Tại đội 1 đang tiến công về phía Svechek thì được lệnh quay lại chốt chặn bảo vệ xe bọc thép M113 của tiểu đoàn 3 mới bắt sống, sẵn sàng đánh những lực lượng lẻ của Pol Pot còn sót lại. Vòng trở lại khoảng 2 km tới vị trí xe bọc thép, chiếc xe kẹt giữa một mương nước kích đầu kích đuôi Gần đó những vết xích xe khác Vượt qua mương Nhưng chúng đều đi chéo Còn thằng này chắc vội hoặc quá Nên vượt mương theo kiểu vuông góc Mương nước trở thành hào Vừa chiều dài xe nên không thể lùi Mà cũng không thể tiến được Cái kém, cái số không may của nó Đã trở thành cái may của anh em ta Nó là cái dấu chấm hết Cho số phận của chiếc xe Cùng những thằng pol pot đi cùng đó chiến công thu được xe bọc thép này mang một ý nghĩa rất lớn vì lực lượng xe tăng xe thiết giáp của pol pot không nhiều chúng cũng đã xuất kích chiến với ta vài trận nhưng đa số là ở tầm xa dù máy uy hiếp hay bắn hỗ trợ cho bộ binh dọc tuyến biên giới chúng ta chưa tiêu diệt hay bắt sống được chiếc xe nào đây là chiếc thiết giáp đầu tiên bị ta tiêu diệt và bắt sống nơi đây giữa đồng trống mênh mông nước gần xe có một vài khóm che gai anh đạc đại đội trưởng nhanh chóng bố trí các trung đội phong ngự theo thế chân kiềng, sẵn sàng đánh địch ở các hướng. Vì ở đây đã sâu trong đất thủ, đội hình lớn của trung đoàn đã phát triển vượt lên khu vực sang ke và sở vây chét. Còn lại đại đội 1 ở đây cũng có thể chỉ chốt ngồi chơi xơi nước ở giữa đồng, nhưng cũng đã có nhiều bài học của đại đội 6, đại đội 3 rồi. Những lực lượng lớn của Pol Pot bây giờ mới chạy đến sẽ diễn ra những trận liệt của bọn cùng đường tháo chạy nên không dám chủ quan trong việc chuẩn bị hầm hào ụ súng chiến đấu trời đã sáng hẳn hầm hào ụ chiến đấu cũng đã xong ban chỉ huy đại đội ở vị trí mấy khóm tre tiếng súng của các đơn vị vẫn thấy nổ dồn dập ở phía xa sau khi điểm tâm cơm nắm anh em đại đội đến chỗ xe bọc thép xen kỹ hơn xa thằng bắn 12 ly 8 còn đó anh trọng đạp xuống dưới mương trên xe khẩu DKZ thật lớn mới bắn được một quả Loại DKZ 106,7 ly Mình chưa gặp bao giờ Tàu nào mà tiếng nổ đầu nòng lại mạnh và ầm vang đến thế Ngó vào trong xe Đúng là ngột ngang toàn xác lính bốt Không đếm được Vì thằng nọ đè lên thằng kia Ở nhiều tư thế khác nhau Chắc là cả bộ binh đi kèm nên mới nhiều như vậy Mùi máu sộc lên tanh ngòm lợm giọng Anh Trọng và anh Đạt đi về phía các trung đội còn tôi và anh Công vẫn trên nóc xe Anh Công tỉ mỉ Nghiên cứu khẩu DKZ Quay về các hướng rồi nói Lắp bắn thử một quả phú à Tôi nói Mình không quen súng nguy hiểm lắm anh ạ Vì tôi nghĩ ngay đến dịp trước Có một đồng chí sử dụng DKZ bắn nhiều Có quả không nổ Bèn tháo lắp chỉnh lý lại Đồng chí ấy cạo lớp thuốc khói Ở khu vực kim hỏa xong Tiện tay bóp cỏ ngay Âm Quả đạn phụt đi Nhưng lửa cũng áp suất lớn phụt ra đằng sau thổi bay cả cái đùi của đồng chí ấy mọi người nhanh chóng cấp cứu ngay nhưng đồng chí xạ thủ này cũng không sống được anh công cũng đã mỏ mẫm tháo vỏ đạn ở trong súng ra rồi mở một ống đựng đạn khác nhìn quả đạn mới vàng ươm đẹp như đứa trẻ nhưng dùng mình bởi uy lực của đạn mới thấy nền công nghiệp chế tạo vũ khí quân sự của mỹ hiện đại thế nào tôi cũng ngại cho việc nghị ngợm súng của anh công nên tránh hẳn ra đứng theo dõi anh làm từ động tác tôi nói bộ đội mình cách đây khoảng hai cây số thôi đấy anh để trách súng lên hãy bắn hãy để đạn bay thật xa anh công làm theo ghé người và bóp cò ầm um, quả đạn phụt bay tia lửa phụt ra đằng sau đúng là một quả tên lửa khói lửa của liều phóng hòa ra xung quanh thật kinh khủng của loại đại bác không giật này ngớt khói như anh không thất thần ngơ ngơ ngác ngác Tiếng nổ lớn làm anh công không nghe được gì nữa Khoảng 30 phút sau Anh mới gần trở lại bình thường Gần trưa Có một nhóm Pol Pot khoảng hơn chục tên Chạy băng qua đồng nước Ngang qua trung đội 1 Anh em ta chủ động bắn trước Bọn này cũng bắn vài loạt AK về phía chốt Rồi lại chạy mất tâm Không được phép truy đuổi Lũ lính này cũng giống như cá Đã ở trong lưới quây Mấy khi mà thoát được Giữa trời nắng trang trang Chỗ ban chỉ huy còn lợi dụng được bụi che gai cho đỡ nắng, còn toàn đại đội được phơi giữa trời nắng vô cùng vất vả. Đến 3 giờ chiều, lệnh của sư đoàn cho đại đội 1 bàn giao hỗ trợ cho lữ đoàn 22 kéo xe bọc thép của Pol Pot về phía sau. Khoảng 4 giờ chiều, một tổ ba xe bọc thép của lữ đoàn 22 đến tiếp thu xe. Mọi người phấn khởi vì chuẩn bị thoát được chỗ nắng nôi này. Anh em lữ đoàn 22 xem xét và yêu cầu đại đội 1 đào bờ mương làm đường cho xe lên và lấy hết xác pot trong xe ra. Anh trọng điều động trung đội 2, gần đó đào đất ở phía trước và sau xe. Anh em lữ đoàn 22 chui vào mở cửa phía sau, thật kinh khủng, gần chục xác chết ở trong xe, đủ mọi tư thế, chúng đã đen, khói thuốc khói đạn càng làm cho chúng đen hơn. Ai cũng lậm giọng vì máu của bằng đấy thằng chảy sập sàn xe, đông đặc lại. Đường phơi nắng cả ngày, nên bốc mùi không ai chịu được đại đội trưởng đại đội phó và trung đội trưởng cũng lịch đi hết không ai dám vào xe để nhìn ngó nữa chứ được nói đến lôi được chúng ra thằng nào thằng ấy to vật vã quấn xoắn vào nhau có thằng còn lòi cả xương tay xương chân ra chúng móc bám vào các vận dụng ở trong xe trong một không gian nhỏ bé của xe thì việc này quả thực khó khăn cho việc ai vào lôi đám xác này ra các đồng chí cán bộ quân sự thì nói việc của mấy ông chính trị đùn đẩy nhau mãi không ai chịu vào cuối cùng đồng chí công chính trị viên nói để tôi vậy tôi nói là anh em lấy sợi dây dù buộc vào thòng lọng để anh công vào trong cổ từng thằng lôi ra để anh em bên ngoài kéo anh công vào trong xe cũng theo làm như thế nhưng anh em kéo mãi mà thằng pôn Pốt cũng không chịu ra vì chúng đã cứng lại xoắn vào nhau như đã nói anh Công lấy sẹn cạy những chỗ vướng víu mới lôi được một thằng Thế rồi quá lợm giọng vì mùi hôi tanh Anh Công phải chạy ra ngoài Gục mặt nôn tốc nôn tháo Mặt tái mét và nói Tôi không vào được nữa đâu Cũng không thể nói ai vào xe được Tôi lấy khăn mặt buộc ngang mồm mũi Còn chờ hai mắt chui vào xe Một tay cầm sẻn Một tay cầm sợi dây võng Cảnh tượng trong xe thật hỗn loạn hãi hùng Nào là đầu nào là tay chân mình mẩy của những thây bồn bốt mùi máu tanh ngòm không ai hiểu ai tả được lúc cái búa của thần chết giáng xuống thì tâm trạng chúng sợ hãi hay phản ứng bản năng như thế nào ôm chặt lấy nhau hay vơ víu vào cái gì đó rồi có thằng chết ngay thằng ngấp ngoài đón cái chết đến chậm trong nỗi kinh hoàng tột độ mà các cụ ngày xưa gọi là sợ mất hồn thật tình thì chúng nó cũng là con người là đồng loại của mình Cũng có bố, có mẹ hoặc vợ con Có anh chị, bạn bè, bà con hàng xóm Không biết là chúng mày bao nhiêu tuổi Được giáo dục, học hành thế nào Mà chúng mày lại tàn bạo, tất nhân, tất đức đến như vậy Chúng mày tàn bạo ngay cả với bà con dân tộc mày Một đứa nhỏ, nhiều đứa nhỏ đã bị chúng mày lấy búa đập đầu Chỉ vì họ là những người thành phố Nên bị quy trục là dân tư sản, tiểu tư sản, giai cấp bóc lột Hồi còn ở một bài Cứ mỗi lần mình phản pháo chúng Là hôm sau lại thấy có mấy đống lửa thật to Khói nghỉ ngút Tôi hỏi kỹ Bà con thì được biết Đó là những đống lửa thiêu xác bọn chết Bên đó có phong tục Là người chết đem thiêu Chứ không mai táng Theo tục địa táng như ở Việt Nam Nhưng bọn này thiêu người rất thủ công Chỉ xếp người vào đống củi Rồi đốt ở ngoài trời Thậm chí muốn để thiêu nhanh Chúng còn xả người nhỏ ra Cắt từng khúc hay cắt rời chân tay, cho vào đống lửa trước sự chứng kiến của vợ chồng, con cái hay bố mẹ. Chính vì thế nên bọn này bị thói quen từ nhỏ, việc xả người chém chặt người không ghê tay. Chuyện này không biết đúng sai thực hư thế nào. Có thể các bạn không tin, nhưng tôi cũng đã hỏi nhiều người thì cũng được nói y như vậy. Tôi suy tính rất nhanh và ngậm chặt mồm, nhìn lướt qua toàn xe, vẫn chưa xác định được còn mấy tầng. Có thằng quay đầu ra phía tôi Ngửa mặt nhe răng Tôi túm tóc định nâng đầu lên Để đưa dây thòng lọng vào cổ Vừa nhấc đầu lên Thì dùng mình vì mảng tóc tay tôi nắm tuột hết Kéo cả đám xương chờ sọ Dùng mình nhưng cố nén Để không bị quá căng thẳng Tôi lấy sẻng bộ binh Lách xuống dưới gáy tìm bột bốt Nâng đầu lên rồi thòng dây vào cổ Hồi em bên ngoài kéo Sợi dây căng Nhưng thằng này bị kẹt bởi những thằng khác Thân thể chúng đã cứng Nên càng vướng vào nhau hơn Không còn cách gì là phải vần Phải cậy những cái xác ra chọi anh em kéo Được một thằng rồi hai ba thằng Đến thằng ngồi ghế lái trên cùng Cũng thật khó khăn Nó chết trong tư thế vẫn điều khiển xe Bảy mãi kéo mãi tôi mới lôi được thằng này Đang ngồi ra Bọn này to thật chắc mỗi thằng phải nặng 70 cân Làm cho cái sức vóc nhỏ bé của tôi gồng mãi Cố mãi mới vần được chúng theo ý của mình để anh em lôi ra Như vậy là 6 thằng Anh công vào lôi được một là 7 Một thằng bắn 12 ly 8 chết bên ngoài là 8 thằng 8 cái xác được kéo ra Nằm kề nhau thành một đống hỗn độn Trông thật ghê rợn Từ ngày lên biên giới Tôi chưa gặp trường hợp nào Thấy hàng chục cái xác bồn bốt Một chỗ thế này Tôi ra ngoài vứt cái khăn mặt Rồi nhổ bọt ngồi thở dốc Tôi ngả người nằm xuống bờ mương thoai thoải Nhìn trời qua những tán lá tre đung đưa trước gió trong buổi chiều hoàng hôn giật tím như không để ý đến ai không muốn và cố muốn xua đi những hình ảnh hãi hùng tầm lợm mình phải bê phải vần phải giáp mặt chúng một vài con cỏ bay ngang trời xa xa là làng mạc là những bóng thốt nốt đặc trưng của đất trời campuchia ầm uhm, một tiếng nổ của chiếc xe bọc thép gầm vang khói xanh nhả ra dày đặc bao trùm xe các chiến sĩ của lữ 22 đã vào sửa chữa. Dấu nối thế nào mà xe nổ máy được ngay trong tiếng hò reo của các chiến sĩ bộ binh. Một sợi dây cáp được nối vào xe bọc thép của lữ 22. Cả hai cái cùng nổ máy, cùng bò lên khỏi chỗ lầy kia trong niềm vui của tất cả mọi người. Anh em dừng lại, xuống bắt tay khắp lượt mọi người rồi lên đường về phía sau. Chiếc xe bọc thép M113060 ngoan ngoãn bò đi cùng tổ xe của lữ 22 giống như những con quái vật đã bị phép thần thông của tề tiên đại thánh thu phục trong những tập phim tây Du ký bóng đoàn xe xa dần xa dần đây là chiếc xe bọc thép đầu tiên trên mặt trận biên giới tây nam này ta tiêu diệt và thu được của pol pot một thời gian nó được là vật chứng trong bảo tàng quân đội về chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc hiện nay nó đang được trưng bày tại bảo tàng miền đông nam bộ chúng tôi được lệnh hành quân về hướng tây bắc ngã ba sang ke nơi đội hình trung đoàn vừa chiến đấu và bây giờ vành đai bảo vệ biên giới của trung đoàn sư đoàn ba bốn một lập phòng tuyến tại đây phía đông bắc chóp giáp sư đoàn bảy kéo vòng cung xuống phía bắc rừng hòa hội của ta tại địa bàn này chúng tôi chốt giữ và chiến đấu liên tục nhiều tháng tổ chức nhiều trận luồn sâu phạm vi nhỏ tiêu diệt đánh địch bu bám lấn rũi phòng tuyến của ta Nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra tại khu vực này Có trận ta luồn sang phía Pol Pot Gặp Pol Pot luồn sang tập kích ta Những trận đánh bằng sẻng, bằng lưỡi lê và dao găm đã xảy ra Chiến thắng, chiến công cũng nhiều song thương vong, tổn thất cũng rất lớn Đội hình đại đội 1 về đến khu vực chốt của mình thì vừa tối Tiểu đoàn trưởng cùng tác chiến và mấy trinh sát Cùng các đồng chí thông tin hữu tuyến giải dây xuống tận đại đội hướng dẫn và giới thiệu địa hình giao nhiệm vụ chốt giữ cho đơn vị đại đội một đảm nhiệm phía tay trái của tiểu đoàn đại đội ba thì ở giữa nhưng cao lên bên đại đội ba là đại đội hai lùi vào trong là đại đội bốn hai khẩu mười hai ly bảy đã được bổ sung tăng cường cho đại đội hai và đại đội ba chỉ còn lại hai khẩu dkz tám hai và hai khẩu cối tám mươi hai ly tiếp đến là tiểu đoàn bộ sau tiểu đoàn bộ là tiểu đội trinh sát và trung đội thông tin vận tải. Tiểu đoàn bố trí thể như kiểu cái cung và đại đội 3 là đầu mũi tên. Đại đội 1 và đại đội 2 là hai đầu của cánh cung. Hướng bên phải tiểu đoàn 1 là tiểu đoàn 3, bên trái tiểu đoàn 1 là tiểu đoàn 2, giáp gần với khu vực chóp của sư đoàn 7. Giải rác các đại đội trực thuộc như 18 thông tin, 15 DKZ, 14 cối 120 ly, 16 súng 12 ly 7 được cử đi phối thuộc Số còn lại được bố trí cảnh giới bảo vệ trung đoàn Được bố trí vào các khe kẽ của địa bàn Giáp giữa của các tiểu đoàn trung đoàn bộ Đóng ngay tại khu vực ngã Ba Sang Ke Cùng các cơ quan trung đoàn và đại đội vận tải Đại đội 24 quân y, đại đội trinh sát 20 Có nhiệm vụ bảo vệ trực tiếp cho trung đoàn bộ Giáp với đội hình của trung đoàn 273 là trung đoàn 270 và trung đoàn 266 Gần giáp về biên giới khu vực rừng hòa hội như vậy về diện tích thì mỗi trung đoàn có chiều rộng khoảng năm cây số sư đoàn rộng trên hai mươi cây số bố trí giải quân như vậy thì có vẻ rất kín nhưng thực tế thì vẫn còn có những khoảng trống giữa các đơn vị với nhau ban ngày thì trong tầm mắt cảnh giới không có vấn đề gì còn ban đêm thì địa bàn như rộng ra vì tầm quan sát bị đêm đen hạn chế nên bọn pol pot cũng vẫn có thể luồn lách vào được sau khi nắm rõ tình hình địa bàn, anh Đạc đại đội trưởng bố trí các vị trí chốt cho đại đội cũng vẫn thế chân kiềng, hai cánh cung đã lắp tên như tiểu đoàn. Các trung đội sẵn sàng chi viện cho nhau lúc cần thiết. Còn đêm nếu Pol Pot tập kích vào trung đội nào thì trung đội đó tự giải quyết. Cối 60 ly sẽ chi viện cho các hướng chốt, trừ trường hợp Pol Pot tấn công lớn sẽ có sự chi viện bằng pháo cối của tiểu đoàn, trung đoàn Điều xuất kích đêm là rất hãn hữu Ban chỉ huy đại đội 1 Ở dưới một gầm nhà sàn Xung quanh có ruộng, vườn Và những khóm tre gai dọc các bờ Rất tiện cho việc phòng thủ Nhưng lại cũng là những mục tiêu Mà ta hay pol pot Với con mắt quân sự Nếu tấn công hay tập kích Thì đầu tiên cũng phải táng vào đấy Một vài quả đạn Chúng tôi nhanh chóng đào hầm hố Công sự chiến đấu dưới gầm sàn Và ngoài các bụi tre Mỗi trung đội đều lên hai đồng chí làm hầm cho ban chỉ huy đại đội. Hầm của liên lạc, hầm thông tin. Đến 8 giờ tối, mọi việc đã tạm ổn. Xác định chốt giữ lâu dài, nên hầm hố sẽ phải chắc chắn. Nhưng bây giờ đã tối và quá mệt, sau một ngày một đêm vất vả. Anh nuôi cũng đã mang được cơm đến. Bữa cơm đầu tiên ở vị trí mới thật ngon. Đêm thứ nhất, ở khu vực chốt, trôi qua thật yên bình. Khoảng 6 giờ sáng, sau khi làm công tác vệ sinh cá nhân tôi cùng anh trọng và đồng chí liên lạc đi quan sát khu vực đóng quân của ban chỉ huy và toàn đại đội đất trời buổi sớm mùa mưa campuchia thật mát mẻ thanh bình không gian tĩnh lặng thoảng nghe một vài tiếng gù gọi bạn tình của con chim gáy những thửa ruộng đã ngập nước những đàn cá rô thật nhiều bơi lội đùa giỡn nhưng thấy bóng chúng tôi chúng lao đi trốn bật là mặt nước lao sao Tôi chợt nhớ đến ngày bé Sau những trận mưa Đường phố ngập nước Cũng có những đàn cá rô chạy bơi như thế này Tôi cùng các bạn chạy đuổi bắt cá Dưới mưa thật vui Anh Trọng nói Nhiều cá quá vu ạ Bảo mấy đứa làm bữa cá rô rán Hoặc nấu canh với măng Ăn thú vị lắm Anh Trọng chỉ vào những khóm tre Có những cây măng mới nhú Tùng tìm cười như đang nghĩ đến nồi canh măng cá rô Thật hấp dẫn Vòng hết một lượt kiểm tra hầm hào chốt của từng trung đội và tiểu đội hỏa lực bộ phận anh nuôi anh em chúng tôi quay về ban chỉ huy đại đội ăn sáng đợi các đồng chí cán bộ các trung đội và trưởng các bộ phận lên ban chỉ huy giao ban điểm tâm xong đồng chí liên lạc đã pha một ấm trà loại trà bờ lao ướp hoa lại thơm phức anh em tôi ngồi nhâm nhi trà vừa hội ý với nhau trước về tình hình nhiệm vụ và những mạnh yếu của trận chiến ngày qua rồi ý định của trung đoàn, sư đoàn về nhiệm vụ chốt giữ lâu dài, giúp bạn sẵn sàng đánh địch bù bám. Toàn đại đội tập trung củng cố hầm hào cá nhân, ụ chiến đấu. Ban chỉ huy đại đội cùng các trung đội trưởng đi một vòng để tìm hiểu địa hình, rồi lên phương án chống đánh địch tập kích rất bài bản. Qua trưa, rồi chiều, mọi việc đã ổn. Bây giờ tôi mới nhớ tới má Mỹ cùng mấy má Đồng Tháp, không biết đã về đến Việt Nam chưa. Hay còn ở cứ ở phía sau Vừa mới hôm qua hôm kia Chia tay má Mà mình cảm thấy như đã lâu rồi Tôi rủ anh Trọng sách súng Và cầm dao đi hái măng Anh Trọng đồng ý ngay Chọn những búp măng ngoài rìa dễ bẻ Anh em tôi đã bẻ được hơn chục cây Rồi về ban chỉ huy pha trà Nói chuyện tếu Cả mặt trận từ tối qua đến giờ Vẫn không có tiếng súng nào Cũng không thấy bóng dáng tầm bút nào Không biết bọn này sợ chạy đi đâu Chắc là chưa kịp hoàn hồn về trận đánh của ta ngày hôm qua, hay chúng đang có âm mưu gì? Kinh nghiệm ở chiến trường cho thấy, sự im lặng bất thường hay là dấu hiệu của dông tố bão lửa sắp xảy ra. Nhưng kệ nó, lính thì cứ nhản nhã, lúc nào biết lúc ấy. Quý lúc ấy, một ngày lại trôi qua, màn đêm đã bao phủ. Anh trọng Vân Công Gác trực chỉ huy ở ban chỉ huy đại đội xong, chẳng có việc gì khác ngoài nằm nghỉ trò chuyện với anh công Trời bắt đầu mưa Mưa ảo ảo, mưa thật to Không biết là anh em canh gác thế nào Phải canh gác, bọn Pol Pot hay lợi dụng mưa bất ngờ để tập kích lắm đây Trời đã ngớt mưa Bỗng có tiếng ung âm, tăng Bọn Pol Pot tập kích vào đại đội Không phải chỉ vào đại đội 1 Mà ở hướng đại đội 2, đại đội 3 Cũng rộ lên tiếng súng của bọn chúng Chúng tôi choàng bật dậy Đạn thẳng chiêu chiếu bay trên đầu găm vào nhà nhưng tầm cao thỉnh thoảng có quả b 40 b 41 nổ dầm gần vị trí của ban chỉ huy tiếng hô chô chô của bọn pol pot tăng tăng rồi tiếng ầm của súng anh em đã bắn trả lại mới đầu còn thưa nhưng sau cũng đã dồn dập anh em phân tích tình hình chỉ thấy có hai hướng của hai trung đội bị tập kích hai bên vẫn bắn qua lại Tiếng các loại hỏa lực của anh em nghe rất chắc Như vậy bọn này tập kích từ rất xa Chúng lợi dụng mưa để bò vào Nhưng ngày đầu chắc chúng chưa rõ các vị trí chốt của ta Nên không dám mò vào thật gần Mà từ ngoài xa bắn vào Tôi bàn với các anh Cho bắn mấy quả cối Để cho anh em thử súng ở vị trí mới Cũng cho bọn Pol Pot biết mình cũng có đủ loại hỏa lực Tôi nói Để tôi cùng Hiệp liên lạc xuống tiểu đội 10 Tuy rằng vị trí của tiểu đội cối không xa ban chỉ huy Nhưng xuống tiểu đội bây giờ cũng là rất nguy hiểm Vì đêm tối Ngày anh em có thể bắn nhầm Nhưng cũng vì con nhà cối nòi Nên tôi và Liên Lạc Hiệp vẫn xuống tiểu đội cối Tôi cầm súng và đèn pin Đã được bọc vải xanh để giảm ánh sáng Xuống cách chỗ cối gần 15 mét Tôi dơ đèn pin quay quay ba vòng Mật hiệu quy định từ trước Nghe tiếng do đồng chí ca tiểu đội phó hỏi Ai? Tôi đáp, Phú đây. Rồi quay đèn pin về phía mặt mình, cho anh em biết, rồi tiến tiếp về khẩu đội. Tiếng súng của bọn Pol Pot cũng đã thừa dần. Đoán là bọn này từ phản ứng của ta, nhưng cũng có thể chúng rút xa ra chạm nghỉ. Tôi cùng đồng chí Minh, tiểu đội trưởng thống nhất, bắn ở cự ly 200-300 mét về hướng tiền tiêu của trung đội 1. Tông! Tông! Hai tiếng nổ đầu nòng đạn bay vút lên trời đêm. Tôi đếm 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, đến 1, 2, 9, thì âm, đạn cối nổ lửa chớp lè, có vẻ đúng mục tiêu cần bắn. Tôi nói mỗi khẩu làm hai quả nữa, tiếng tong, tong, cũng khoảng 9 giây sau, thì âm, như vậy là cối bắn tốt. Tiếng súng của Pol Pot đã im hẳn, súng bộ binh của ta cũng ngừng, trận tập kích thứ nhất của Pol Pot và đại đội đã chấm dứt không gian trở lại tĩnh lặng như không có chuyện gì xảy ra. Tôi trở lại với anh em một lúc, nhắc đi nhắc lại rằng nếu bom bốt tập kích nữa thì anh em chủ động bắn chế áp nhưng phải cầm chừng vì đạn không còn nhiều. Ở lại với anh em một lúc nữa, tôi trở lại ban chỉ huy đại đội. Về đến hầm của ban chỉ huy đại đội, anh Đạc tay cho lời, hỏi bằng lời khen. Cối bắn tốt đấy. Thấy bọn này im tin tít luôn, anh Công đang nói điện thoại với tiểu đoàn Thấy anh Công cứ vâng dạ đều đều Sau khi ngừng cuộc nói chuyện Tôi nói ngay Các sếp dặn dò gì kỹ thế anh Các đơn vị khác có ai bị sao không vậy Anh Công nói Tiểu đoàn động viên tinh thần chốt giữ của anh em Nắm tình hình Nhắc ta nâng cao cảnh giác hơn nữa Vì qua ban hai và trinh sát báo Là bọn Pol Pot đang vô cùng cày cú Vì chúng ta đã lấn sâu vào đất nó Tiêu diệt được cả xe bọc thép của nó nên bằng mọi cách chúng sẽ trả thù trận vừa qua, mà hôm nay mới chỉ là trận mở màn thăm dò thôi." Tôi nói, "Các cụ không nói thì anh em mình ai mà chẳng biết như vậy." Tôi nói tiếp, "Như vậy là hướng trung đội 2, Bồn post chưa tập kích, như vậy cũng không bình thường đâu." Anh Đạc đại đội trưởng nói, "Đúng đấy, có khi ông trọng xuống với anh em một tí cho nó yên tâm." Những lúc này mình xuống được với anh em là quý lắm Anh Trọng nhếch mép cười vui Rồi nói Tuân lệnh sếp Rồi hất hàm nói đồng chí liên lạc Đi bay Hai anh em xuống hướng trung đội 2 Cánh trái của đại đội Anh Trọng cùng liên lạc đi xuống trung đội 2 Khoảng 15 phút Thì âm âm Ung ung băng Các loại súng dồn dập Về phía chốt của trung đội 2 Những tiếng trô trô thật lớn Mọi người bật dậy lo lắng anh Đạc nói Hai thầy trò chắc xuống tới nơi rồi Nói vậy Nhưng ai cũng bồn chồn sốt ruột Mong anh Trọng và liên lạc Không gặp Pol bon Pot ở dọc đường Tiếng súng bắn trả của trung đội 2 Cũng thật đều Nghe có cả B40 và khẩu đại liên Cũng đã phát hỏa Anh em chúng tôi yên tâm hơn Vì sợ nhất là chúng bò vào thật gần Mà anh em không phát hiện được Khi hỏa lực mình phát rõ mục tiêu Là chúng dập B40, B41 vào luôn nhưng súng nổ thế này thì yên tâm rồi tiếng chuông điện thoại reo liên tục anh đạc vào nghe và trả lời tiểu đoàn về tình hình tập kích cũng nói là trước đó đã cử đồng chí trọng đại đội phó cùng một liên lạc xuống đôn đốc anh em rồi nhưng chắc không có gì phức tạp các loại súng của ta và post vẫn dồn dập quay sao cối không bắn hỗ trợ nhỉ anh công hỏi tôi tôi nói thực sự chưa biết là chúng ở xa hay thất gần mình nên em chưa dám bắn thôi Sợ bắn xa thì vượt tầm Mà bắn gần thì sợ vào trung đội 2 Vừa giải thích xong Thì cũng nghe thấy tiếng nổ đầu nòng của cối Tôi nói có bắn Thì cũng chỉ là hú họa thôi Phải để mai hỏi kỹ anh em dưới trung đội Về điểm nổ của đạn Ở cự ly vừa rồi thế nào Thì lần sau cối chi viện mới tốt được Trận địa đã im tiếng súng Khoảng 30 phút sau Anh Trọng cùng đồng chí liên lạc Dìu hai thương binh của trung đội 2 về ban chỉ huy đại đội một đồng chí tiểu đội trưởng bị thương vào vai do đạn thẳng một đồng chí chiến sĩ bị mạnh vào tay nhưng không nặng lắm hai đồng chí y tá nhanh chóng kiểm tra và thay lại băng cho anh em tiêm cho mỗi đồng chí một ống trợ lực rồi nói với anh công là phải đưa về ngay phẫu trung đoàn vết thương ở vai vẫn ra máu nhiều anh đạt báo về tiểu đoàn và xin vận tải xuống chuyển thương binh 30 phút sau thì hai đồng chí trinh sát cùng bốn đồng chí vận tải mang cáng xuống. Đồng chí tiểu đội trưởng phải khênh, còn đồng chí bị thương nhẹ tự đi được. Giải quyết xong thương binh là đã 2 giờ sáng. Anh em tôi phân công trực chỉ huy, trực gác, rồi tranh thủ đi nghỉ. Gần sáng, bọn Pol Pot lại tập kích vào các vị trí chốt của đại đội một lần nữa. Nhưng chúng tập trung đánh vào hướng đại đội 3 nhiều hơn. 20 phút sau, toàn trận địa lại chìm trong tĩnh lặng. Tỉnh dậy đã là 6 giờ 30 phút sáng, căng thẳng cả đêm nên giấc ngủ sâu quá. Đồng chí Công và anh Đạc đã ăn sáng xong, cả hai đã về tiểu đoàn học quân chính, còn tôi cùng anh Trọng, hai cấp phó ở nhà. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh, cùng anh em ăn sáng, rồi rủ anh Trọng đi thăm các chốt. Anh Trọng nói: "Để tôi đi, anh ở nhà trực chỉ huy, đi cả thì ai nghe điện." Tôi ở nhà, nhưng thực sự muốn đi thăm chốt hơn muốn ra ngoài chốt của các trung đội xem tình hình thế nào nhất là hỏi về việc cối chi viện ra sao thôi đành đợi anh trọng về vậy gần trưa anh công và anh đạt cũng về anh em tôi nhanh chóng họp ban chỉ huy anh đạt mời các trung đội trưởng và hai đồng chí tiểu đội 10 và 11 lên hội ý phổ biến tình hình như vậy không ngoài dự kiến của ta bọn pol pot đã rất cày cú chúng đã điều hai tiểu đoàn đến trước khu vực chốt của tiểu đoàn một vì vậy chúng sẽ tăng cường tập kích ta với ban đêm Anh em ban ngày cũng không được đi lại nhiều Và đi quá xa vị trí Đề phòng bọn này bắn tỉa Trên sẽ theo dõi diễn biến cụ thể Sẽ được thông báo sau Những yêu cầu đầu tiên Hầm hào phải được chu đáo Làm thêm nhiều vị trí hố chiến đấu dự phòng Các trung đội phải chốt dâu tôm Cách chốt chính từ 15 đến 20 mét Để chủ động phát hiện địch sớm buổi tối khoảng 8 giờ bọn Pol đã ùng ung vào các chốt cũng hồ trô trô ẩm ĩ phán đoán số lượng địch không nhiều nhưng hướng đại đội 3 thì chúng tập trung bắn hỏa lực vào nhiều hơn cứ cách 2 giờ thì chúng lại tập kích một lần liên tiếp hai ngày sau cũng vẫn tình trạng như vậy cứ đến 8 giờ tối là bọn Pol Pot đã mò vào tập kích các chốt của ta. Mật độ tập kích đã dày hơn. Đại đội 3 đã thương vong một số nhưng các trận địa vị trí chốt vẫn vững chắc Qua trình sát đã nắm chắc tình hình của bọn Pol Pot Chúng đã đưa hai tiểu đoàn vượt sông áp sát vào phía nam ngã Ba Sang Kè Cách khu vực chốt của trung đoàn 3 km Có một con sông nhỏ đúng ra là con mương đảo Trung đoàn lên phương án tác chiến tấn công tiêu diệt bọn này Theo chính sát báo cáo về Trước mặt tiểu đoàn 1 hiện có hai tiểu đoàn 121 và 122 của Pol Pot Hàng ngày chúng tổ chức tập kích Lấn rũi vào các vị trí chốt của ta Chúng tập trung tập kích Cao độ ở chốt của đại đội 3 Tần số tập kích ngày càng dày hơn Mạnh hơn Các chốt của đại đội 1 và 2 Chúng có tập kích Nhưng có vẻ chỉ là ghim chân ta thôi Hiểu rõ ý đồ của bọn Pol Pot Trung đoàn trưởng Trần Măng Chính ủy trung đoàn Diệp Xuân Ánh Thống nhất phương án tác chiến là Tiểu đoàn 1 để đại đội 3 Vẫn giữ chốt tại vị trí đại đội 1 và đại đội 2 luồn sâu khoảng 3 cây số đón lõng tại phía trái khu vực check Hai lực lượng này tạo thành một gọng kìm đón lõng đường rút và đánh từ phía sau của Pol Pot ngược trở lại. Tiểu đoàn 2 gồm hai đại đội cùng đại đội 9 của tiểu đoàn 3 và 6 xe bọc thép của lữ đoàn 22 tấn công vỗ mặt hai tiểu đoàn Pol Pot. Các đại đội 12 ly 7 DKZ-75 cũng được điều động tăng cường cho lực lượng tấn công Trận này chỉ dùng cối 82 ly chi viện Không dùng pháo binh của sư đoàn Sáng ngày 19 tháng 6 Đồng chí Đạc và Công Về tiểu đoàn rồi lên trung đoàn Nhận nhiệm vụ chiến đấu Ý nghĩa của trận đánh này rất lớn Vì qua mấy ngày Chúng chủ động tập kích Mà không thấy ta xuất kích Bọn Phong đã chủ quan Chưa cho rằng chúng ta không dám tổ chức tấn công chúng Nên ta quyết tâm Đập cho bọn này một đòn thật đau Đến 10 giờ sáng, anh Đạc và anh Công đã về tới đại đội, cử liên lạc mời ngay các trung đội trưởng, tiểu đội trưởng hòa lực về họp. Phổ biến nhiệm vụ luồn sâu đêm nay để tấn công địch vào sáng ngày mai 20 tháng 6. Sau khi nhận nhiệm vụ, các trung đội trở về làm công tác chuẩn bị. Ban chỉ huy đại đội phân công mỗi người một việc, tôi và đồng chí Công chia nhau xuống từng trung đội để họp, nắm tư tưởng làm công tác động viên anh em chiến đấu, hội ý với đoàn thanh niên để ý theo dõi, tạo nguồn phát triển đảng viên cho chỉ bộ. Phát động ý chí chiến đấu, tinh thần quả cảm của người đảng viên, đoàn viên, trực tiếp phổ biến tình hình địch, nhiệm vụ chiến đấu của từng trung đội. Đồng chí Trọng tổ chức hậu cần, chuẩn bị cơm nắm, kiểm tra lại quân trang vũ khí, trang thiết bị, súng đạn cho đủ yêu cầu trận này là hai cơ số. Mọi người tích cực đôn đốc Kiểm tra việc chuẩn bị chiến đấu Đến 4 giờ chiều Mọi việc tương đối hoàn tất Tôi nói mọi người nên nghỉ ngơi một chút Để lấy sức cho trận chiến về đêm nay Ngày mai Tôi và anh Công nằm xuống sàn ván Nhìn lên nóc nhà Mỗi người một suy nghĩ Muốn ngủ nghỉ một lúc Mà sao không nhắm mắt được Trời vẫn mưa Những giọt cuối của trận mưa rào lúc trưa Bỗng anh Công bật dậy nói Ngủ làm gì bây giờ Con trai không hiệp làm ấm trà và ván cờ cho hết thời gian đi ông Phú Chính sát xuống bây giờ đấy Tôi thoáng nghĩ Cái ông này không nghỉ Hoặc không lo việc gì khác đâu Đầu óc mà chơi cờ bây giờ Tôi nhìn đôi mắt to sáng của anh Công Giọng nói ấm áp truyền cảm Rất có sức lôi quấn Tôi cũng bật dậy nói Ừ, chơi thì chơi Nhưng chơi cờ với anh chán bỏ sự Tôi chấp cả ba ông một phe Nhưng chỉ chơi đúng hai ván thôi đấy Ban chỉ huy đại đội 1 là một ekip thật gắn bó, thật hoàn hảo. Mọi người rất có trách nhiệm với công việc, rất tôn trọng nhau. Tôi cũng đã từng thấy nhiều đại đội cấp trưởng cấp phó hoặc cán bộ quân sự chính trị cứ thường hay mâu thuẫn với nhau. Còn chúng tôi thì cũng mới cùng tác chiến nhưng đã gắn bó lâu lắm rồi như một gia đình, anh em thật ấm cúng. Tôi với anh Đạt bằng tuổi nhau, kém anh Trọng và anh Công một tuổi nhưng không hiểu sao có việc gì thì mọi người vẫn cứ hay hỏi tôi Hoặc tham khảo ý kiến của tôi trước Trong các công việc của đơn vị Hay cả những chuyện riêng tư Yêu đương tư tử Cách xử sự Hay có những lúc đảm đạo Về tìm hiểu khác giới Tôi cũng hay góp chuyện Có trích dẫn sách vở đàng hoàng Làm như là tôi giỏi về các khoản này lắm Trời chưa xong ván cờ thứ hai Thì đồng chí liên lạc đi lấy cơm về Tôi nói thôi mình hòa Mọi người đi ăn cơm tối rồi chuẩn bị các tư trang cần thiết việc đi luồn sâu đánh địch cũng đã quen thuộc không còn cái phân vân lo âu như những lần đầu đương nhiên ai cũng biết mỗi một trận luồn sâu mỗi trận đánh thì đều có những diễn biến khác nhau trong cùng một trận đánh có đơn vị thì vô cùng vất vả ác liệt nhưng có mũi có hướng thì lại nhàn nhã vừa nổ súng là địch đã chạy rồi anh em trong ban chỉ huy và các trung đội trưởng tiểu đội 11 hỏa lực đại liên anh nuôi Quản lý còn là lớp lính 1972, 1974 Nên bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc dày dạn Các chiến sĩ lớp 75, 76 cũng đã vững vàng Lớp 77 cũng đã được tham chiến nhiều Anh em 1978 thì mới được bổ sung Đa phần là anh em thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội Lính mới có phần ngang bướng Nhưng qua thử thách của trận luồn sâu Thì cũng rất có bản lĩnh và trách nhiệm Giờ xuất phát luồn sâu được lùi lại Vì theo quy luật Cứ khoảng sau 8 giờ tối Là bọn Pol Pot đã tập kích vào các chốt của ta Trung đoàn yêu cầu các đơn vị Ở lại vị trí Nếu khoảng 8 giờ mà Pol Pot tập kích Thì các đại đội vẫn cứ nổ súng Đánh trả như bình thường Đến 9 giờ tối Đại đội 1 và 2 bí mật bỏ chốt Luồn sâu theo kế hoạch Gần 7 giờ tối Cả hai đồng chí cấp phó của tiểu đoàn Cùng hai đồng chí Nguyễn Đăng Ngân Và Trịnh Doãn Ngọ trinh sát tiểu đoàn tập kết về đại đội 1. Mọi người vào hầm của ban chỉ huy đại đội, uống trà, bàn công việc, hồi hộp đợi giờ tập kích của Pol Pot. Rất đúng giờ, Pol Pot lại ung hoàng tắc bọp vào các vị trí chốt của tiểu đoàn, hướng đại đội 3 súng nổ vẫn gay gắt hơn. Theo bài bản, các trung đội vẫn nổ súng đánh trả Pol Pot. Cối 60 cũng là mấy quả. Khoảng 15 phút thì toàn tuyến lại chìm trong im lặng. Anh em chuẩn bị hành quân. Khoảng 9 giờ 15 phút, đồng chí Tham mưu cùng trinh sát tiểu đoàn dẫn đại đội hai đến khu vực chốt của đại đội một, lệnh xuất quân. Theo kế hoạch, từ vị trí chốt của đại đội một đến mục tiêu khoảng ba cây số, nhưng trinh sát vẫn đi vòng cũng khoảng mười cây số. Cái điệp khúc luồn sâu lần mò trong đêm được tái diễn. Đầu mùa mưa nên cũng có ruộng có nước, có ruộng còn khô. Anh em trận này luồn sâu diễn ra rất thuận lợi. Hướng chốt của tiểu đoàn bọn Pol Pot vẫn tập kích. Đại đội 3 bắn trả thật mạnh hơn mức bình thường. Cũng có thể bây giờ chúng tôi đã ở vị trí đối diện súng bắn của mình. Nên nghe tiếng nổ mạnh hơn, uy lực hơn chăng? Anh Công ghé tai tôi nói nhỏ. Bố cái thằng Pol Pot chắc nó không thể biết được là mình đã bỏ chốt rồi. Nên cứ bắn loạn lên như vậy. Khoảng hơn 12 giờ khuya, toàn đội hình đã vào vị trí tập kết mà không gặp một chốt nào của bọn Pol Pot. Anh Đạt thông báo về tiểu đoàn là đại đội đã vào vị trí, rồi triển khai vị trí cụ thể cho từng trung đội. Trước mặt chúng tôi là một phung rộng, theo trinh sát báo thì đây là khu vực chỉ huy hai tiểu đoàn của Pol Pot. Có một con đường chạy ở giữa làng, đại đội 2 sẽ tấn công theo hướng đó, còn đại đội 1 đi vòng ra xa khoảng hơn một cây số rồi đánh tạt sườn vào. Theo hợp đồng hướng đông là tiểu đoàn 3 Thiếu đánh ngược lại Tiểu đoàn 2 cùng đại đội 9 và tiết giáp Sẽ tấn công vỗ mặt lên Mùa mưa Chỗ nào cũng ẩm ướt Ban chỉ huy đại đội lợi dụng một bờ đất Cách vị trí các trung đội khoảng 3-40 mét Để đứng chân Trời đêm thật mát Cảm giác mát lạnh Những vì sao lờ mờ nhấp nháy Như đang theo dõi Đùa vui với những chiến sĩ Đang cục cố chiến đấu một vài tiếng gà gáy sang canh vọng ra rồi im mặt bởi những tiếng súng tập kích của Pol Pot vào các vị trí chốt của tiểu đoàn. Mọi người tranh thủ ăn cơm, chờ đợi giờ nổ súng. Gần 5 giờ sáng, tiếng gà gáy dồn dập thật nhiều. Trời đất như vỡ ra, dạng sáng anh Trọng cùng một đồng chí liên lạc đến vị trí tập kết của trung đội 1, nhắn anh em chuẩn bị tới giờ tấn công, và cùng anh em tấn công, tôi cùng xuống trung đội 2. Trước giờ nổ súng, không gian im lặng lạ thường bọn bốn pot đi tập kích về chắc cũng lan ra ngủ chúng không thể biết rằng bão tố lửa khói và lòng căm hận đang chuẩn bị ập xuống đầu chúng trung đội trưởng trần vinh nhập ngũ tháng 10 năm 74 quê ở hà tĩnh dáng thấp to đậm đôi lông mày lưỡi mác đen sì dữ tợn trong chiến đấu vinh luôn là người có bản lĩnh sông sáo dũng cảm rất được anh em trong trung đội khâm phục các cán bộ trên tin tưởng Tới tôi xuống, Vinh gần như bất ngờ và vui, ghé tai tôi thì thảo nói: "Chuẩn bị xung phong rồi, sao anh không ở chỗ ban chỉ huy đại đội mà xuống đây làm gì?" Tôi nói: "Anh trọng đi cùng trung đội 1, tôi xuống đây xung phong cùng các ông. Trên ban chỉ huy có anh Đạc anh Công rồi." Vinh lại nói tiếp: "Từ xưa đến giờ, cấp phó chính trị đại đội thường ở phía sau, chứ có ai xuống cục chiến đấu với cấp trung đội như anh đâu." Tôi nói: Mới đi chiến đấu với anh em trận này là thứ hai Có đi thì mới hiểu thêm kinh nghiệm chỉ huy Và lại tôi cũng là lính AK Súng dài từ trước mà Tôi nói tiếp Sắp đến giờ rồi đấy Ông đi sốc lại anh em đi Tôi và Vinh cùng đến các vị trí tiểu đội Thấy tôi đi cùng với trung đội trưởng Anh em rất hồ hởi Vừa đến vị trí của tiểu đội 6 Thì từ hướng chốt của tiểu đoàn lóe lên tiếng chớp đầu nòng Tôi lại đếm 1-2-1 1-2-2 đến 129, đến 110, một thì tiếng nổ đầu nòng, kèm theo là tiếng chớp nổ trong khu vực ở giữa phun. Tôi nói với anh em, từ đây về chỗ cối tiểu đoàn hơn 4 cây số. Vinh nói, sao anh biết? Tôi nói mình là con nhạc cối mà, lúc nào mình sẽ thích sau. Chớp đầu nòng cối nhằng nhằng, tiếng nổ của đạn cối 120 ly nghe rền như tiếng sấm. Các loại cối nổ dồn dập xuống mục tiêu tiếng DKZ ở trận địa cùng trung đoàn cũng ẩm vang. Nhìn vào những quả đạn vạch lửa theo hình vòng cung, trong trời mờ sáng trông thật đẹp, những con chim cút hay sẻ run, nghe tiếng nổ sợ hãi bay vọt lên trời, kêu thất thanh trí chóe. Các loại cối DKZ thi nhau cấp tập, cối 60 ly của đại đội cũng tong tong vào trong phung Tôi nói với Vinh, cối bắn chế áp khoảng 15 phút thôi. Khi nghe tiếng súng tấn công của tiểu đoàn 2, thì mình cũng sung phong vậy các hướng thế này bọn pol pot chạy đằng trời cũng không thoát vừa lúc đó tiếng súng mười hai ly bảy ở hướng tấn công chính cũng đã rộ lên nhiều viên đạn đỏ bay vọt qua phum lên trời tiếng dkz tiếng b bốn mươi b bốn mốt cũng ung oang dồn dập tiếng ak từ xa tạch tạch tách vẫn chưa có tiếng bắn trả của bọn pol pot hướng đại đội hai cũng đã rộ lên tiếng súng tấn công không gian như vỡ òa khói lửa súng trận đã ầm vang các hướng tiếng anh đạc anh công hồ sung phong sung phong thật dũng mãnh tôi cũng nói sung phong rồi cùng anh em lao lên phía trước hai khẩu đại liên của tiểu đội một vẫn thình thình những điểm xạ dài và phun sau đó trách nóng lên cao bắn thị uy lấy khí thế sung phong cho bộ binh ung oang oang B40, B41 đã bắt đầu phóng tới tấp Có thuốc súng đã trùm lên đội hình tấn công Tôi vận động song song cùng Vinh Và cùng bắn mấy loại AK Liếc sang hai bên Thấy các mũi xuất kích rất đều Anh em chạy gần qua ruộng Nước bắn tung tóe Bên trái lùi lại phía sau là anh Công Anh Đạc cũng đang hành tiến Thỉnh thoảng anh Đạc dừng lại Cóc quả M79 và phun Máy bộ đàm đã được mở liên lạc Từ lúc nổ súng hai đồng chí thông tin đeo máy bộ đàm có cần ăng ten cao vút như cái cần câu ngả nghiêng đung đưa theo nhịp chạy anh em đang cố vận động theo ban chỉ huy vừa chạy vừa cầm tổ hợp dí sát vào mồm vừa đọc những chữ số đúc bắt liên lạc với trung tâm hướng tiểu đoàn ba súng bộ binh cũng đã dồn dập hướng đại đội hai súng nổ rất dữ dội đã nghe tiếng súng bắn trả của bọn pol pốt một vài tiếng xoèn xoẹt viu viu sắc ngọt vượt qua đầu tôi và Vinh Nghe tiếng đạn nhọn xoẹt qua Thoáng dùng mình lạnh gáy Tôi nói Như vậy dìa làng cũng có chốt của Pol Pot Ông nói anh em phụt mấy quả B41 Vào mấy cái bụi cây Và mấy cái nhà sàn ở đằng kia Vinh đi chậm lại Nói với đồng chí B41 đi tăng cường Rất nhanh Đồng chí xạ thủ tiểu đội 11 Quy xuống bắn ngay Quả B41 như quả tên lửa Xé gió lao đi phụt ra đằng sau lao vào mục tiêu nổ ầm lửa khói trùm lên rồi lại thao tác rất nhanh bắn vào tiếp hai mục tiêu khác đã tới rìa phun anh em không vận động được nữa mà bắt đầu tiền nhập chậm hơn loáng thoáng thấy bóng bọn áo đen chạy rất nhanh thằng có súng thằng không có anh em nhằm bắn và tiếp tục hành tiến hướng đại đội 2 đánh theo trục đường đất phát triển có vẻ rất thuận lợi tôi nói vinh cho anh em tiếp tục tiến lên Tôi đợi và nhập vào chỗ ban chỉ huy đại đội Phía sau anh em tiểu đội 11 Đang khiêng hai khẩu đại liên theo đơn vị Hai khẩu đội cối còn ở ngoài cánh đồng Cũng đang vận động theo Tôi nói anh Đạc Bắt liên lạc với đại đội 2 Chứ bên đó đang vận động tới rồi Không cẩn thận lại táng vào nhau Anh Đạc bảo thông tin Báo về tiểu đoàn Là đại đội 1 đang tiến vào phun rồi Nói là phun Nhưng địa bàn ở khu vực này rất rộng Gần như là một thị trấn thị tứ Chắc đây là cấp xã hay cấp huyện của bọn Pol Pot Nên nhà sàn có vẻ rất khang trang, đẹp đẽ Còn in lại dấu tích của một thời huy hoàng, hưng vượng đã trôi qua Tiếp tục tiến lên vài trăm mét nữa Tới trục đường thì gặp đại đội 2 vượt qua Xác mấy thằng Pot nằm vắt ở trên đường Mọi người tiếp tục truy kích về hướng trái Anh em phát hiện có vết máu từ đường hướng vào bụi cây Đoán ngay là có thằng bị thương lết vào đó Tôi nói anh em chú ý tìm kiếm Rất nhanh đã phát hiện một thằng pot nấp trong bụi cây Một đồng chí đại đội 2 hồ to lấc đây lên Một cánh tay rồi hai cánh tay giơ lên Anh em lao vào xem xét Thằng này bị đạn bắn xuyên qua gần khu vực cổ chân Nên không thể chạy được Hai đồng chí đại đội 2 lôi tên pol pot từ trong bụi ra Lấy tắt lưng của nó trói chặt quánh tay ra phía sau Tên pol pot to con Mặt tái mét trắng bệch chưa hoàn hồn Tôi nói Căm Phương Lương Chỉ vào súng Ý hỏi là súng nó đâu Hắn lắc đầu Tìm quanh cũng không thấy Vừa lúc đó có một chiến sĩ đại đội 2 Trông còn rất trẻ Bị thương vào cánh tay Đã được băng Nhưng vẫn đeo khẩu RBD Băng tròn chạy tới Tôi nói Mấy anh em ở đây trông coi thằng bốt này Tôi hỏi nhẫn Sau này mới biết Tên của đồng chí bị thương này Là Trần Trung Nhẫn Nhập ngũ tháng 7 năm 1977, quê Thái Bình. Vết thương có nặng không? Nhận nói, em bị nhẹ thôi. Tôi nói, anh em cứ ở đây, phải cảnh giới nhá. Nhận nói, em vẫn bắn được mà. Sau đó tôi cùng các em khác tiếp tục truy kích về hướng đông. Tiếng súng ở đó vẫn đang rộ đều. Sau này khai thác mới biết thằng tù binh này là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 121. Việc thành tích bắt được tù binh và việc chiến sĩ nhẫn cùng nhóm anh em quản lý Dẫn tên tù binh về Đã trở thành một đề tài sôi nổi Và nhiều tranh cãi Khi chiến sĩ Trần Trung Nhẫn này Được lăng xê thành tích Để lại nhóm anh em và tên Pol Pot tại đó Tôi cùng mọi người tiếp tục hành tiến Truy kích theo đội hình Hướng tiểu đoàn 2 đã ngơ tiếng súng Hướng tiểu đoàn 3 Tiếng súng vẫn nổ rồn rập Vẫn có những loạt đạn Bắn vào bọn Pol Pot Về hướng tấn công của chúng tôi bọn Pol vừa chạy vừa quay xuống lại bắn hú họa. Nhưng cũng đã có một vài anh em bị trúng đạn. Các đồng chí y tá đang khom người băng bó vết thương cho anh em. Đại đội 2, đại đội 1 đã lẫn vào nhau cùng tấn công về phía đông, hướng bọn Pol Pot rút chạy, gặp tiểu đoàn 3 nên chiến sự hướng đó vẫn còn tiếp tục diễn ra. Giữa một bên đón lõng bùa lưới vây, một bên cùng đường tháo chạy đang bị ép về phía sau. Hướng phải thì có cả tăng tiết giáp Nên bọn Pol Pot không chạy về hướng đó Chúng vừa chống trả tiểu đoàn 3 Vừa tháo chạy sang hướng trái đông bắc Chúng vừa chạy Vừa điên cuồng chống trả Bằng những loạt AK bắn thẳng Để cản bước tiến của đối phương Đúng là chúng đã vây cả bốn mặt Nhưng khi đại đội 1 Đã tấn công vào phun Đã giáp quân với đại đội 2 Thì như vậy tạo khẽ hở Là giữa đại đội 1 và tiểu đoàn 3 Ở hướng đông bắc vì tiểu đoàn 3 cũng đã tấn công vào trong phun Thật sự thì cũng không thể nào vây bọc kín được Vì địa hình rất rộng Phát hiện Pol Pot vọt ra cánh đồng Anh em truy đuổi tới ngoài rìa phun Khoảng 200-300 mét Bọn Pol Pot chạy như vịt ở đồng nước Về khoản chạy Miếng võ ủ té quyền này Thì lính Pot là rất giỏi Phải nói là vô cùng giỏi Giỏi hơn cả anh em mình Anh em mình nào là bi đông nước Túi lương khô túi đạn dự phòng mấy quả liệu đạn con dao găm cái xẻ cái cuốc một cái tắt lưng phải nặng đến hàng chục kg lại còn mũ cối sắt đi giày xép trang bị nặng nề hơn pol pốt rất nhiều lại phải thức cả đêm luồn sâu sức đã cạn nên không thể đuổi kịp bọn chúng anh em các đơn vị ngừng truy kích mà chỉ giá súng 12 7 đại liên cối 60 bắn đuổi là phát huy hỏa lực hữu dụng nhất nhìn những thằng pol pot đang chạy bỗng giơ tay lên trời đổ ập xuống do trúng đạn hay cả toán hoảng loạn đang chạy đột nhiên đồng loạt nằm xuống rồi oang oang đạn cối nổ tung nước nơi pol pot nằm ước gì có phóng viên chiến trường quay lại được cảnh anh em mình truy kích bọn pol pot tiêu diệt bọn pol pot thế này thì quý giá biết bao tôi nói với anh công trận này mà thằng nào còn sống thì cũng phải sợ tới già các loại súng cối bắn đuổi một lúc nữa bóng những cái áo đen đã mất hút và phun xa lúc này chưa tới 8 giờ sáng một trận thắng lợi ngoài cả dự tính anh em các đơn vị thu nhặt được mấy chục khẩu súng các loại đếm được hơn trăm xác pol pot bắt được một thằng tù binh là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 121 của pol pot về phía ta thường vòng rất ít các đơn vị chốt tại khu vực vừa tác chiến đến quá trưa thì rút về vành đai chốt giữ của mình như vậy là sau khi lật cánh từ đường số 1 về hướng đường số 13, hoán đổi vị trí cho sư đoàn 9. Những ngày sau, anh em được thông báo là sư đoàn 9 đang gặp rất nhiều khó khăn ở khu vực trên rừng sở tới cầu Parasot. Có trận anh em rút khỏi trận địa không có tổ chức, bỏ lại cả hai xe tăng của lữ đoàn 22. Vì ruộng lầy, bộ binh rút trước nên lính tăng cũng chỉ còn cách nhanh chóng rời xe. Chiến tranh là thế cho dù có kinh nghiệm trận mạc rất anh dũng, nhưng khi gặp trường hợp quá bất chắc, tình thế khó thay đổi, cũng có thể phải rút chạy. Trong khi đó, Sư đoàn 341 thì lại lập được những trận thắng lớn, mang tính lịch sử, như mở rộng được địa bàn, có chiều sâu trung bình khoảng 15 km sang đất Campuchia. Trận ngày 15 tháng 6 năm 1978 tiêu diệt và thu được một xe bọc thép M113. Trận ngày 20 tháng 6 năm 1978 thì thắng lớn Diệt hơn trăm tên Thu được mấy chục súng các loại Bắt sống được cả một tiểu đoàn phó của Pol Pot Anh em lại bị thương vong rất ít Khoảng giữa năm 1978 Thông tin về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam Đã được phổ biến Thông báo và tuyên truyền sâu rộng trong cả nước Nhân dân ở những vùng xa xôi Cũng hiểu biết hơn về cuộc chiến đấu Của quân và dân ở biên giới Tây Nam Đang vô cùng ác liệt Tổng cục chính trị và các cơ quan báo chí Truyền thông đã cử rất nhiều phóng viên xuống các đơn vị. Sư đoàn 341 là đơn vị có bề dày về thành tích trong chiến đấu. Như có những trận đánh đạt hiệu quả rất cao, bắt được nhiều tù binh, thu được nhiều vũ khí, đánh thắng các trận lớn dọc vùng biên giới như Phú Cường, Khánh An, Khánh Bình, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Hà Tiên Kiên Giang. Trong trận ngày 20 tháng 6 này lại đạt hiệu quả và thành tích chiến đấu rất cao. Mục tiêu của các nhà báo của các đoàn công tác là muốn xây dựng một điển hình về cá nhân trong thời kỳ bảo vệ biên giới tây nam giống như hồi đánh pháp có các điển hình anh hùng như bế văn đàn phan đình giót thời hoạt động bí mật thì có tấm gương anh kim đồng thời kỳ đánh mỹ có tấm gương chiến đấu dũng cảm của anh nguyễn viết xuân với lời hô giữa trận địa pháo nhằm thẳng quân thù mà bắn những tấm gương ấy có sức lan tỏa nhanh chóng trong quân đội và nhân dân tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến đấu gian khổ của chúng ta Đại đội 2 Sông Lam trong những năm huấn luyện và bảo vệ khu vực vị tuyến 17 cũng là một điển hình về ý thức kỷ luật, có nhiều thành tích trong huấn luyện, tác phong nền nếp chính quy hiện đại, là tấm gương cho toàn quân học tập. Những năm 1973, 1974 trong chiến đấu giải phóng miền Nam, đặc biệt là trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đại đội 2 Sông Lam cũng có nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng và Nhà nước phong tặng là anh hùng lực lượng vũ trang trong chiến tranh biên giới Tây Nam, đại đội 2 cũng là đại đội có nhiều thành tích chiến đấu, có nhiều cá nhân rất dũng cảm trong chiến đấu, đang được đơn vị đề nghị phong tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang như Nguyễn Song Thao, Ngô Khắc Quyển. Cả hai đồng chí này đều đã hy sinh trong trận ngày 18 tháng 7 năm 1978, được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Thật trùng hợp, đồng chí Trần Trung Nhẫn lại cũng là chiến sĩ đại đội 2 Sông Lam, lại là lính thế hệ tháng 7 năm 1977, rất trúng với tiêu chí của một điển hình trong việc xây dựng tấm gương cho lớp chiến sĩ sau năm 1975. Cái tên Trần Trung Nhẫn cũng có cái gì thân thiện mà mang ý nghĩa. Trận vừa qua, đơn vị thắng lớn, Nhẫn lại bị thương, cùng anh em dẫn giải tù binh về. Rất tự nhiên, Nhẫn đã được lọt vào mục tiêu tìm kiếm, xây dựng điển hình của các nhà báo và các đoàn công tác.